Đoàn công tác Bệnh viện Trưng Vương thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 100 chiếc xe đạp đã được Bệnh viện Trưng Vương thành phố Hồ Chí Minh tiến hành trao cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Gia Đờ Rai và huyện Sa Thầy. Ngoài ra, đoàn công tác trao tặng 5.000 chiếc khẩu trang y tế cho Trung tâm Y tế huyện Co Mơ Long, 100 túi sách và 20 phần quà tiếp bước đến trường cho 20 em học sinh nghèo tại huyện Co Mơ Long. Tổng số tiền thực hiện chương trình hơn 300 triệu đồng do các mạnh thường quân và Hội chữ thập đỏ Bệnh viện Trưng Vương tài trợ. Đây là món quà hết sức ý nghĩa, giúp các em học sinh có phương tiện đến trường được thuận lợi, dễ dàng hơn, đồng thời động viên khích lệ các em nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập, trở thành những công dân có ích cho xã hội.